Ok rồi, xin chào các em nhá. Rồi xin chào mọi người. Xin chào tất cả các em. Rồi xin chào tất cả bạn đang xem livestream nhá. Hôm nay thầy sẽ tổng ôn một buổi phần nội dung lớp 11 nhá. Và như thầy đã nói rồi thì phần này thì vừa dành cho 2K2 ôn thi học kỳ và vừa dành cho 2K1 ôn thi trung học phổ thông quốc gia nhá. Ok, xin chào các em. Và thầy cũng mong là tất cả các bạn 2K1 thì có thể giúp thầy một chút, đó là tác giúp thầy một số em học 2K2 vào đây nha, giúp thầy một chút được chưa nào, để cho các bạn có thể biết tới cái buổi này. Và từ bây giờ thì cứ thứ sáu là thầy sẽ tổng ôn nội dung lớp 11 cho 2K2 các em nhá. Cứ thứ sáu là chúng ta sẽ có cái bài tổng ôn cho lớp 11 ôn thi đó. Rồi chúng ta chờ một tí đông đủ thì học nhá. Ok rồi, xin chào tất cả các em. Em sợ đại học rồi à? Khánh Vũ. Đến sinh viên rồi mà lại sợ đại học à? Rồi. Nhá, hôm nay chúng ta sẽ ôn phần này mà các bạn 2K1 thì nhớ là gì? 2K1 thì nhớ giúp thầy là chúng ta có 4 câu lớp 11 nhá. 4 câu lớp 11. Đúng chưa? Không được quên điều này. Đúng chưa? Rồi ok, xin chào tất cả các em. 2K1 thì không được quên là có 4 câu lớp 11 đấy. Thế nên là không thể quên cái điều này được. Đúng chưa nào? 2K2 thì nhảy vào đây ôn thi học kỳ nha. 2K2 thì ôn học kỳ luôn này. Ok chưa nào? Rồi, thì các bạn vui lòng là share giúp thầy cái livestream này. Được chưa? Share giúp thầy này. Để chúng ta sẽ bắt đầu luôn. 300 bạn thì bắt đầu nhá. Được không nào? Anh chị nào mà anh chị nào mà 2K2 thì là 2K1 mà quen em nào 2K2 thì tác giúp vào đây giúp thầy nha, để các em có thể xem. Ok, muốn về học lại với thầy à? Rồi, chờ đợi một tí nha, đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ai theo em mấy, hai k ba học được không ạ? 2K3 thì chưa học được phần này rồi, đúng chưa? 2K3 chưa học được phần này, phần này là dành riêng cho bạn 2K1 và 2K2 thôi, đúng không? 2K1 và 2K2 thì có thể học được cái nội dung này, nhất là 2K1 thì rất là gấp gáp rồi nhá. 2K1 chú ý thầy là rất gấp gáp rồi đây này, đúng chưa? 2K1 rất gấp gáp rồi, đúng không? Đây, chú ý thầy là không còn nhiều thời gian nữa đâu, đúng không? Thì là phải ôn cái phần này, ok chưa? Mấy cái này easy hả? Đúng không? Rồi phần này thì nó cũng không có gì, nó dễ thôi. Nào, các bạn vui lòng tác mà giúp thầy mấy em 2K2 nhá. Và share giúp thầy cái livestream này đủ 300 bạn để mình học nào. Hôm nay đi đâu hết rồi mà đến bây giờ mới chỉ có được hơn 200 bạn thế này. Ok, xin chào tất cả các em. Rồi. Ai đi theo em mấy lần phố mưa, mưa bay theo em áo dài đón đưa, hồn tựa là mưa, mưa vọng hát. Ai đi theo em mấy chiều phố xa, hương hoa bay bay lối về thiết tha, lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên, vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín.
vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng nghe chiều nào bước chân vô tình người không đến vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền chiều nay thoáng nghe lẻ loi ai đi theo em mấy chiều phố xa hương hoa bay vây lối về thiết tha lòng tựa là hoa hoa rực rỡ vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng em chiều nào bước chân vô tình người không đến vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me. Có vẻ bọn còn 2K2 có vẻ đợt này vẫn lười học đúng không? 2K1 hôm nay đi đâu hết rồi nhỉ? Đúng lịch thế này mà không thấy ông nào làm sao nhỉ? Lạ thật đấy. Hôm nay mấy ông này đi đâu mất rồi nhỉ? Bắt đầu luôn à? Đây chúng ta sẽ tổng ôn phần từ trường và lực từ nhá. Phần này rất quan trọng này. Đúng chưa? Thi là có 4 câu. Các em chú ý là gì? Lớp 2K1 chú ý thi 4 câu, còn 2K2 thì ôn học kỳ nhá. Ok chưa? Rồi, điểm danh nào ở đây? Có bạn nào 2K2 không? Ông nào 2K2 giơ tay nào, ông nào 2K1 giơ tay. Comment thầy biết cái nào. Để bắt đầu luôn à. Ông nào 2K2 thì giơ tay cho thầy nào, ông nào 2K1 giơ tay cho thầy nào. Tụt view thì quan trọng gì? Mỗi 2K3 trăm à? Đỗ Phương Thảo 2K3. Tụt view thì quan trọng gì đúng không? 2K0 cơ à? Có cả 2K0 à? Đâu ông nào 2K2 thì gõ cái câu 2K2 cho thầy nào. Ông nào 2K1 thì gõ 2K1 cho thầy biết nào. Thầy ơi cho em hỏi 4 câu lớp 11 là rơi phần nào đây? Phần hôm nay thầy livestream chưa đây? Nha. 2K1 rất là nhiều nhưng mà chắc là hôm nay ôn phần lớp 11 nên có vẻ là rồi mấy thằng 2K1 mà lại định fake à? Thôi bắt đầu luôn nhá. Đủ 300 chưa? Gần đủ 300 rồi. Đúng chưa? Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi? Bạch 2K3. Duy Anh 2K1 này. Có không có 2K2 luôn hả? Có bạn nào 2K2 không? Thanh Hoàng, thằng Thanh Hoàng này, mày 2K1 cơ mà. Thay đâu mà giờ. Toàn 2K1 thôi à? Nào comment thầy biết nào. Rồi mọi người cố lên nào, 300 để bắt đầu nào. Sau hôm nay có mới 300 mà không được nhỉ? Mọi ôm toàn 700-800 đúng không? Em gì đấy thằng dân kia à, có mấy thằng kia spam team mới like kia. Thôi bắt đầu luôn nhá. Được chưa? Bắt đầu chưa? Vẫn chưa được 300 à? Mạnh mẽ lên, xem mạnh mẽ thầy cái nào. Bạn nào đang xem xe thầy cái livestream này. Được chưa nào? Để bắt đầu luôn cái nội dung ngày hôm nay. Bắt đầu luôn nha. Rồi bắt đầu luôn. Rồi ok đâu. Toàn thằng quen thôi thì lại kêu là em 2K2. Mệt ghê. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nội dung ngày hôm nay. Nhà hôm nay thầy sẽ chỉ ôn rất là nhanh thôi, khác với mọi ngày nhá. Hôm nay thầy sẽ ôn rất là nhanh thôi, khác với mọi ngày. Đó là chúng ta sẽ ôn lại phần lớp 11. Thế thì hôm nay thầy sẽ ôn cái nội dung đầu tiên là cái phần từ trường em nhé. Phần từ trường này, đúng chưa? Ra ôn rất là nhanh thôi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung là phần từ trường. Được chưa? Thế với phần từ trường thì đầu tiên là chúng ta phải biết là xác định từ trường như thế nào. Đúng không? Làm sao chúng ta xác định được từ trường? Thì từ trường ký hiệu là vector B, đúng chưa?
Và thằng B này là từ trường và đơn vị của nó này. B này này, tên nó là vector cảm ứng từ. Vector B này, vector cảm ứng từ nhá, nhớ cái tên này. Ứng từ. B thì có đơn vị đọc là T, Tesla. Chưa nào? Đấy là thằng B. Đấy, giới thiệu qua về từ trường nhá. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo cái nội dung mà các em cần phải nắm được, đó là với bài toán về phần từ trường này nhá. Với bài toán phần từ trường này thì cần nắm được cho thầy là gì? Từ trường thì sinh ra ở đâu? À, từ trường thì có ở đâu? Thì từ trường nó có ở hai loại nhá, là nam châm. Nam châm. Và dây dẫn mang dòng điện. Mang dòng điện nhá. Đây là hai loại mà có từ trường. Ví dụ gì? Trái đất của chúng ta, trái đất của chúng ta nó cũng là một cái loại từ trường, đúng không? Trái đất nó là một cái nam châm khổng lồ. Được chưa nào? Đó, trái đất nó là một cái nam châm khổng lồ. Thế còn dây dẫn mang dòng điện. Thế thì từ trường của nam châm thì khỏi chúng ta không cần nói, vì nam châm thì chúng ta biết rồi là nó có hai cực là bắc và nam. Đúng không? N và S đây. Bắc và nam, thôi đây thầy viết Việt sắp đi, bắc nam đi. Đúng chưa? Đấy. Thì thằng này nó sẽ có từ trường, đúng không? Từ trường của nó là những cái đường sức từ như thế này. Đúng không? Chúng ta học, chúng ta đã biết rồi. Thế thì với từ trường của nam châm thì chúng ta không làm bài tập. Cái này phần này không có bài tập. Không có bài tập về phần định lượng. Định lượng là thế nào, là tính toán. Và bài tập chúng ta chủ yếu từ trường xác định ở trên cái dây dẫn mang dòng điện. Ok chưa? Thế với dây dẫn mang dòng điện, à hôm nay thầy biết rồi. Hôm nay thầy biết rồi, tại sao ít thằng xem rồi. Chắc là hôm nay chúng mày đi tìm hết clip rồi đúng không? Chắc là clip hay 4 phút à? 4 phút 47 giây à? Hôm nay chắc là đi tìm cái này hết rồi à? Nên là hôm nay học có vẻ ít hẳn. Rồi, dây dẫn mang dòng điện thì người ta phân nó làm 3 loại dây nha. Loại số 1 là dây dẫn thẳng. Dây thẳng này. Và dài vô hạn. Đúng chưa? Dài vô hạn. Đấy. Dây dẫn thẳng, giờ dài vô hạn, đây là loại số 1. Đúng chưa? Loại số 1. Thế thì ví dụ đây thì có một cái dây dẫn điện này. Đúng chưa? Đây dây dẫn điện. Đây, đây là dây có cường độ dòng điện là I. Một cái dây điện cường độ dòng điện là I. Thế thì từ trường ở điểm M này, cảm ứng từ ở điểm M này tính như nào? Thì quy tắc đầu tiên là quy tắc nắm bàn tay phải nhá. Nắm bàn tay phải này. Đây, quy tắc đầu tiên của chúng ta là quy tắc nắm bàn tay phải các em nhá. Đó. Nắm bàn tay phải thì mình nắm bàn tay phải như thế này. Đúng không? Thì các ngón tay khum lại thì chúng ta thấy là khi nắm bàn tay phải vào các ngón tay khum lại thì sẽ cho chúng ta là cái chiều quay như thế này. Hay có nghĩa là từ trường đây nó sẽ đâm vào, đúng không? Từ trường nó đâm vào trong này. Đây nó vuông góc ở chỗ này. Đó. Nhưng à thì cái này thì chúng ta có thể đơn giản nó thành cái hình như thế này. Là đây là dây dẫn điện I. Đúng không? Thì đây là điểm M, thì trừ trường nó đâm vào, tâm đâm vào nó sẽ là dấu gì? Dấu cộng, thì đây là B tại M. Đúng không? Chúng ta quan tâm hơn là về độ lớn của B. Thì thầy nhắc lại cách tính B nhá. B được tính bằng thức là gì? 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với I và chia cho R nhá. 20 mũ trừ 7 nhân I trong R. Trong đó I là cường độ dòng điện rồi. Còn R này là gì? R là khoảng cách từ điểm chúng ta xét từ trường, đúng không? Từ điểm M này cho tới dây. Đúng chưa? Tới dây. Tới điểm M chúng ta đây thì R chính là cái đoạn này. Đúng chưa? R đoạn này. Thì đây là với cái dây dẫn thẳng và dài vô hạn nhá. Dây dẫn thẳng dài vô hạn. Ok chưa? Đây là một loại. Loại tiếp theo nữa cũng rất đơn giản là loại gì? Loại tiếp theo rất đơn giản chính là loại gì? Là vòng dây. Vòng dây là một cái dây điện nó uốn thành một cái hình tròn nhá. Đây. Người ta uốn nó thành một cái hình tròn. Kiểu như này. Đây. Dây có cường độ dòng điện I chạy trong dây như này. Thì cái loại này chúng ta sẽ tính được từ trường ở tâm của nó. Từ trường ở tâm của nó. Thì B bằng gì? B tính bằng gì? Với thằng này công thức giống hệt bên này nhưng thêm pi, là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với I chia cho R. Chia cho R. Thế thì ở đây công thức, hai công thức này rất là giống nhau nhá. Ôi, ông nào mà tưởng lý chỉ thi lớp 12 kia, nguy hiểm quá. Trong đó R này chính là bán kính nha. Bán kính của cái vòng dây. Ok chưa? Rồi, để bán kính vòng dây. Và loại cuối cùng mà thầy muốn nhắc đến ở đây ngày hôm nay, đó là ống dây. Chúng ta nói qua lý thuyết trước trong khi làm nhá. Ống dây. Đây, một cái ống như thế này. Một ống dây chính là cuộn cảm L chúng ta đã học lớp 12 đấy. Thì B ở trong lòng ống dây thì được tính bằng công thức là gì? 4pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân NI. NI đó, chia cho L. NI chia L.
nhá. Ở đây xin lỗi là n lớn ni chia là đây công thức đây, trong đó 4 câu lớp 11 nhá. Phần này có, các em hiểu không? Phần này có và thầy nghĩ là phần này bạn nào xem livestream này thì hôm nay là thi sẽ có một câu, đúng không? Các em hiểu là gì? 4 câu nha, các em hiểu là 4 câu lớp 11 dành cho 2K1 đây này thì tương ứng với một chương rồi, đúng không? Ông nào mà không này thì coi như không biết phần lớp 11 thì coi như các ông đã vứt đi một chương, được chưa nào? Thầy bảo hôm nay rồi Phương Thảo nói hay, hôm nay bạn nào tên là Trâm Anh đăng ký các khóa livestream thì thầy sẽ giảm cho 47% đi, được không nào? 47%, được không nào? Đấy vì là 4 phút 47 giây mà thì mình lấy cái đuôi. Hôm nay bạn nào tên là Trâm Anh đăng ký khóa học livestream thì thầy sẽ giảm cho 47%, được chưa nào? Rồi các khóa livestream về tổng ôn luyện đề của thầy thì vẫn đang tiếp tục nhá. Bạn nào mà chưa học chắc kiến thức thì có thể inbox cho thầy để đăng ký, được chưa nào? Đây là cái thằng B, trong đó N là gì? N là số vòng dây, N là số vòng, L là chiều dài của ống dây, còn I là cường độ dòng điện, được chưa? Thế bây giờ ta sẽ vào các ví dụ chi tiết nhá, làm từng bài thì mới hiểu được. Đây thầy xét cái ví dụ đầu tiên. Đây câu số 1. Cái file này của thầy là có đáp án chi tiết các em nhá. Đây. Đây file này này các em thấy này, toàn bộ là thầy làm đáp án chi tiết rất là rõ ràng. Thì bạn nào mà cần cái file này thì có thể lên cái fanpage của thầy. Đây, fanpage của thầy. Đây. À, vật lý thầy Vũ Tuấn Anh. Đây. Toàn bộ tài liệu là trên này có hết. Được chưa nào? Thứ hai là kênh YouTube của thầy, chỉ trên YouTube này có rất nhiều bài giảng, được chưa? Rất nhiều bài giảng của thầy thì các bạn có thể lên đây để xem, được chưa? Còn bạn nào mà muốn học trực tiếp với thầy thì inbox nha. Inbox này. Inbox để đăng ký các khóa học. Khóa học. Được chưa nào? Phần lớp 11 thì thi chắc chắn là có, một số bạn thì lại bảo là lớp 11 không có thì là rất nguy hiểm. Đây nha. Lớp 11 là chắc chắn là có 4 câu, các em nhớ chưa? Đây, ví dụ là như là gì, trong sách của thầy đây. Trong sách của thầy nha, thầy cho mọi người thấy là đây, thầy cho mọi người xem cái mục lục. Thì trong cái quyển sách tổng ôn như này của thầy, được chưa nào? Trong sách tổng ôn này của thầy là cũng có phần lớp 11 đây này, từ dạng số 52 điện tích điện trường cho tới phần là kính lúc kính hiển vi. Đó, thì phần này thì bạn nào mà có sách của thầy rồi thì không cần phải tải tài liệu nữa. Vì trong sách này thầy đã trình bày nó là chi tiết rồi, đúng không? Tất cả các dạng trong sách này nó đầy đủ chi tiết rồi. Đây thì ví dụ luôn nhá. Cái dạng số 1 điện tích điện trường trang 205. Đây, thì mọi người thấy là gì? Thầy đã phân nó ra và nó có lời giải chi tiết. Đây. Ví dụ dòng điện không đổi, đúng không? Đây, lời giải chi tiết nó cụ thể đây rồi. Thì bạn nào đã có sách của thầy rồi thì có thể làm theo sách cũng được nhá. Hoặc là có thể xem livestream ngày hôm nay thì live ngày hôm nay tài liệu nó cũng tương tự trong quyển sách thôi. Ok chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn nhá. Đây, câu số 1, câu số 1. Hai dây dẫn thẳng dài song song vô hạn đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ là I1 như này và I2 như này. Được chưa? Thế bây giờ trước tiên là cách gì? Sách tên gì à? Sách thì không có file PDF em nhá, sách để sách thì rất nhiều bạn đã mua rồi. Cảm ơn các em trong thời gian rồi yêu quý thầy, tiêu thụ mất được mấy nghìn cuốn trong thời gian rất là ngắn. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ bài này tính như thế nào đây? Đúng không? Hai dây ngược chiều nhau nên thầy ký hiệu đầu tiên đây là dây I1 này. Còn đây là dây I2. Đúng chưa? Đây là hai cái dây nó ngược chiều nhau. Được chưa nào? Sách có nhá. Bạn nào mà mua sách này, thầy nhắc lại là sách này, hoặc là đăng ký các khóa học live, để khóa học của thầy thì đang có khóa tổng ôn lại từ đầu và khóa luyện đề. Được chưa nào? Thì hai cái này các bạn có thể inbox cho thầy để thầy đăng ký nhá. Sách thì có cộng tác viên của thầy chị Minh Vân. Được chưa? Rồi. Hai ngày có sách à? Gần thầy hiệu quả ghê à? Rồi, quay trở lại câu này. Hai cái dây nó ngược chiều, thầy vẽ như thế này nhá. Hai dây ngược chiều này đặt cách nhau là 10 đúng không? Rồi, điểm A cách mỗi dây 5, vậy là điểm A đây. Đúng chưa? Thế thì theo quy tắc nắm bàn tay phải, đúng không? Chúng ta nắm bàn tay phải vào, cái dây này đi vào trong thì đây chính là gì? Đây chính là B1, đúng không? Cái này là dấu chấm, vậy thì ngược lên trên này thì đây chính là gì? Đây chính là B2, đúng không? Vậy thì B tại A nó sẽ bằng gì? Bằng B1 cộng B2. Đúng các em? B tại A là bằng B1 cộng B2. Trong đó B1 thì tính như nào? Đúng công thức nhá. B1 là 2 nhân 10 mũ trừ 7 này, nhân I1 và chia cho R. R là khoảng cách từ điểm A tới dây 1 là bằng 5. Nhưng chúng ta phải đổi nó ra nhá. Đổi ra là 0,05. Được chưa? 0,05 mét. I1 thì hai cái dây này là I1 là bằng 10 rồi. Vậy thầy thay luôn đây là bằng 10. Mình lấy máy tính mình bấm xem cái này bao nhiêu. 2 nhân 10 mũ trừ 7 này
nhân 10 này và chia 0,05. Đúng chưa? Thì ông này là bằng bao nhiêu? 4 nhân 10 mũ trừ 5. Tesla. Đúng chưa? Đây là B1. Tương tự như vậy chúng ta tính cái thằng B2 nhá các em. B2 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 7 này. Đúng chưa? Nhân Y2. Y2 là bao nhiêu? Y2 là 20. Chia cho R là cũng là 0,05. Đúng không? Vậy chúng ta thấy là nó sẽ gấp đôi lên, nó sẽ bằng 8 nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Đúng chưa? Ở đây các em thấy là gì? À, hai cái vector B1 và vector B2 nó là hai vector ngược chiều. Vì vậy chúng ta suy ra là B tại điểm A nó sẽ bằng hiệu của B1 trừ B2. Đúng không? Sẽ nó bằng bao nhiêu? Trừ đi vậy đây nó sẽ là bao nhiêu? Là 4 nhân 10 mũ trừ 5. Đúng không nào? Vậy thì câu này một đáp án là gì? Một đáp án là A. Đúng không? Ở đây tránh trường hợp là các bạn tính ra các bạn cộng vào là sẽ bị nhầm nhá. Mà chúng ta phải trừ nó đi. Đúng không? Vậy thì câu này là A. Đúng không? Tránh là cộng vào nhá, phải trừ đi. Đó. Đấy thì ở đây các em thấy. Ồ. Oh. Sao nhỉ? À rồi ok ok. Xin lỗi. Ở đây thầy đã làm nhầm. Ở đây thầy làm nhầm là thầy lấy hai cái thằng cùng chiều mất rồi. Ở đây thầy đã lấy hai thằng cùng chiều mất rồi. Đây, cùng chiều thì làm như này. Thế còn câu này nó là ngược chiều nhá. Rồi, cái này câu này là ngược chiều. Rồi. Đây, xin lỗi, thầy sẽ vẽ lại hình câu này cho mọi người nhìn. Cái này là lỗi của thầy nhá. Cái này là lỗi của thầy này. Đây này, mải chém gió quá. Y1 đây. Y2 đây. Đúng không? Hiện tại điểm M này thì gì? À, tại điểm A này thì đây là B1 đi xuống. Đúng chưa? B2 làm sao? B2 cũng đi xuống. Đúng không? Vậy thì trường hợp này là B tại A nó phải bằng B1 cộng B2. Đúng chưa? Nó sẽ ra là 12 nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Đúng chưa? Đây thầy vẽ nhầm nhá. Ở đây thầy vẽ nhầm. Rồi, để tay như thế nào hả? Để tay như nào đây? Để tay quy tắc nắm bàn tay phải. Đúng chưa? Nói chung bây giờ livestream này thầy để tay là mọi người cũng chả nhìn được. Đúng không? Chả nhìn được, đúng không? Các em phải nhớ quy tắc nắm bàn tay phải thôi. Ok chưa? Rồi, chưa gì đã dọa chặt thế. Tiếp nhá. Một câu nữa này. Đây, câu tiếp theo này. Câu số mấy nhỉ? Câu số 1 phần B. Phần B này, thầy làm tiếp phần B nhá. Vẫn hai cái dây đấy đúng không? Đây là Y1 đúng không? Đây Y2 đúng không? Các em chú ý là gì? Y1, Y2 các em lấy cái dấu của nó tùy ý. Có nghĩa thằng này là cộng, thằng này là chấm hoặc ngược lại cũng được, thoải mái nhá. Được chưa nào? Đây, như thế này. Đúng chưa? Điểm B cách dây 1 đoạn là 4, đúng không? Cách dây 2 đoạn là 14. À, thế bây giờ làm sao? Cái ông này là 10 cm này. Một thằng mà cách dây 1 là 4, cách dây 2 14 thì chắc chắn là cái điểm đấy ở đây rồi, B ở đây rồi. Để đoạn này bằng gì? Đoạn này bằng 4. Và đoạn này bằng bao nhiêu? Đoạn này bằng 14. Ok chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ theo quy tắc nắm bàn tay phải. Y1 là dấu cộng, đúng không? Dấu cộng là đi vào, các em đặt tay ngược như này. Các em đặt tay ngược như này nhá. Đây, không biết nhìn được không? Nó gần quá, đặt tay ngược như này. Thì cái chiều quay của thằng 1 là đây. Nhìn đây nhá, nhìn nắm bàn tay phải. Các ngón tay khum lại nhìn đây này. Vậy nó quay như này, vậy nó quay như này. Quay như này, đây nó quay cùng chiều kim đồng hồ. Và khi nó quay cùng chiều kim đồng hồ tới B này thì nó sẽ đi lên trên này. Đó, thì đây là B, B1. Được chưa? B thằng 2. Thằng 2 thì sao? Thằng 2 là dấu chấm, nó đi ra ngoài, em đặt tay như này. Đặt tay như này thì các ngón tay khum lại nó quay theo chiều này. Đúng chưa? Quay chiều này, à vậy là cái thằng 2 là đi xuống. Đây là B gì? Đây là B2. Vậy chúng ta thấy là trường hợp này ngược chiều. Thế nên B tại B thì sẽ bằng B1 và trừ đi B2. Đúng không? Bây giờ ta tính B1 và B2 là xong. B1 tính bằng công thức nào? 2 nhân 10 mũ trừ 7 này. Đúng không? Nhân Y1, Y1 là 10 này. Chia cho R là bao nhiêu? R là 0,04. Đúng chưa? 0,04. Tiếp tục B2 thì là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 này. Nhân 10 này. À xin lỗi, nhân 20 vì Y2 bằng 20 mà. Chia cho 0,14. Thì bây giờ mình tính ra hai cái này rồi mình cộng lại nhá. Đây thì sẽ cộng thêm 2 10 mũ trừ 7 nhân 10 chia đây là 0,04 này. Đúng chưa? Ông này là bao nhiêu? 5 nhân 10 mũ trừ 5. Đúng chưa? Ông kia là nhân 20 và chia 0,14. Đúng chưa? Ông này là bao nhiêu? 2,857 nhân 10 mũ trừ 5. Vậy thì thay lên đây thì mình sẽ tính được cả từ B tại B bằng cách là lấy hai cái này trừ nhau, đúng không? Cụ thể là 5 nhân 10 mũ trừ 5. Rồi, thì ông này ra bao nhiêu? 2,14 gì đấy. 2,143
nhân 10 mũ trừ 5. Và đáp án câu này là gì? Là B. Ok chưa? Ok chưa? Vậy câu này là B, rất là dễ nhá. Đúng nào? Đây, thầy thêm một ví dụ nữa là cái phần từ trường này là sao? Đây, thầy thêm một ví dụ nữa là từ trường sau. Được chưa? Đây, thêm ví dụ này. Câu 1 này, câu 1 phần C. Vẫn là hai cái dây thôi, thầy vẫn gọi đây là Y1. Đúng không? Thầy gọi đây là gì? Đây là Y2. Nhá, đây là Y1, Y2. Bây giờ ta xem này. Điểm M cách mỗi dây 10. À, thằng này là 10 rồi. Vậy mà cách mỗi dây 10 thì nó tạo thành một cái tam giác gì? Tam giác đều đúng không các em? Tam giác đều. Đây, điểm này là điểm M. Ok chưa? Rồi, thế thì theo quy tắc của chúng ta thì chúng ta nối vào đây. Nối vào đây. Đúng chưa? À, thằng này là dấu cộng. Dấu cộng là đi vào. Dấu cộng đi vào thì mình phải đặt tay nó ngược như này. Vậy nó quay như này, nó sẽ vuông góc xuống dưới đây. Đó. Đây, góc này vuông này. Thì đây chính là B1. Ok chưa? Rồi, thằng 2 là dấu chấm là đi ra đặt tay như này. Vậy thì chiều quay của nó là quay như này. Đúng chưa? Quay như này. Quay như này đến đây thì nó vuông góc nó đi ra đây. Đó, vuông góc đi ra đây. Thì đây là thằng B2. Thì B của chúng ta nó sẽ là tổng hợp của hai cái thằng này. Theo quy tắc gì? Quy tắc hình bình hành. Thì đây sẽ là B tại M. Đúng chưa? Thế bây giờ làm sao tính được BM đây? Thì trước tiên là bây giờ thầy đi tính cái thằng B1 và thằng B2 đã. Hai cái này rất dễ tính. Đúng không? B1 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 7 này. Nhân gì? Nhân Y là 10 này. Chia cho R là 0,1. Đúng không? Vậy thì cái này là bằng nhiêu? 10 chứ 0,1, 100. 100 là 10 mũ 2. Vậy là 2 nhân 10 mũ trừ 5. Đây là B1. Đúng chưa? Tương tự như vậy thì B2 chúng ta thấy là khoảng cách bằng nhau mà Y gấp đôi. Thế nên nó sẽ là bằng 4 nhân 10 mũ trừ 5 luôn. Khỏi phải tính. Đúng không? Đây là xong B1, B2 rồi. Thế thì làm sao tìm được B tại đây? Muốn tìm được B ở đây thì thầy phải tính được cái góc này. Tính được cái góc alpha này. Đúng không? Cái góc alpha này thì chúng ta thấy là tam giác này là tam giác gì? Tam giác này là tam giác đều. Thầy ôn này là cho cả 11, cả 12 các em nhá. 12 thì để ôn thi đại học đây. Còn 11 thì ôn thi học kỳ. Nhá, cả hai đối tượng đều học được. Bạn nào lớp 12 thì vui lòng tác giúp thầy các bạn lớp 11 vào đây. Để mọi người cùng xem nhau. Góc này chúng ta là bao nhiêu độ? Góc này là 60 độ. Đúng không? Góc này vuông. Góc này vuông. Vậy chúng ta thấy là alpha cộng 60 độ. Đúng không? Thì bằng bao nhiêu? 180 độ. Góc này vuông cộng góc này vuông. Tổng là 360 mà. Đúng chưa? Vậy thì cái alpha ở đây bằng bao nhiêu? Alpha ở đây nó sẽ bằng 120 độ. Đúng không? Khi alpha biết bằng 120 độ thì chúng ta sẽ tính được BM bình phương bằng định lý Helmholtz là bằng gì? B1 bình cộng B2 bình cộng 2 lần B1 B2 nhân cos của bao nhiêu? 120. Đúng không? B1, B2 bên này rồi. Chúng ta chỉ việc thay số vào đây thôi. Chúng ta sẽ tính được BM. Đây thầy sẽ bấm số xem nó ra bao nhiêu nhá. B1 là bằng mấy nhỉ? B1 là 2 nhân 10 mũ trừ 5. 2 nhân 10 mũ trừ 5 mũ 2 cộng bao nhiêu? 4 nhân 10 mũ trừ 5 đóng ngoặc lại mũ 2 cộng 2 nhân bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 5 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ 5. Đúng không? Mà nhân với bao nhiêu? Cos 120. Rồi, bằng căn ra. Đúng chưa? Cái này ra bao nhiêu? 3,464. Vậy đáp án của ta là C. Ok chưa? Mọi người đã hiểu cái cách tính của cái bài này chưa? Khi nào thì dùng quy tắc bàn tay phải. Khi nào cái B này là luôn dùng nắm bàn tay phải nhá. Cái B này là nắm bàn tay phải các em nhá. Ok chưa? Ok không? Đấy, tính chỉ như vậy thôi. Được không nào? Đấy. Thì như này là chúng ta đã xong về cái phần đầu tiên. Phần đầu tiên là đi tính lực từ. Đúng không nào? Phần đầu tiên rất đơn giản. Ánh Nguyễn, thầy ơi, trong nhóm live VIP thì không bao giờ luyện đề hả? Đúng rồi, đây là định lý Helmholtz nha. Luyện đề thì bắt đầu chủ nhật tuần này là trong lớp live luyện đề rồi. Bạn nào mà muốn luyện đề cùng thầy hoặc là muốn ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ đầu thì có thể inbox để đăng ký các khóa live stream cùng với thầy nha. Được chưa? Thấu kính thì cuối năm mới ôn Thảo nha. Hướng dài, hướng vô thì dựa vào quy tắc là quy tắc gì? Quy tắc nắm bàn tay phải.
Đây, quy tắc nắm bàn tay phải đây. Thế thì tiện đây thì cho mọi người xem là đây. Đây thầy có một cái cuốn công thức để thầy tặng cho các bạn học sinh họp này. Đây, thì thầy cho các bạn xem là trong cuốn công thức này thì thầy làm nó rất đẹp rồi. Đây thì cho mọi người xem nhìn đây cho nó dễ cũng được này. Quy tắc nắm bàn tay phải vì livestream đây nên là khó, cũng hơi khó chỉ cho mọi người. Đây, quy tắc nó như thế này. Đây, quy tắc này với dòng điện thẳng này. Đây. Đó. Đây. Quy tắc nắm bàn tay phải như thế này. Được chưa nào? Đây là dây điện này. Thế từ trường nó sẽ quay quanh này, đặt tay này. Được chưa? Thế thì với mỗi bài toán thì nó đều là như thế này. Được chưa nào? Đó. Đấy. Đây, quyển tuyển tập công thức của thầy đây. Lớp 10, lớp 11, 12. Được chưa nào? Đấy. Thì đây chính là cái bài toán về phần gì? Phần từ trường nhá. Đây chính là bài toán phần từ trường. Đúng nào? Rất là đơn giản như vậy thôi. Thế thì bạn nào mà muốn làm được thì lên page của thầy để tải tài liệu. Trên đấy thầy đã giải nó rất là chi tiết rồi nhá. Trên đấy thầy giải nó chi tiết rồi. Đó, file PDF hay cái gì là trên đấy thầy giải chi tiết hết. Đúng không nào? Rồi. Vậy là xong. Lăng kính thì phần đấy là chúng ta không thi các em nhé. Lăng kính thì là giảm tải rồi, không có thi. Được chưa nào? Rồi, bây giờ tiếp tục câu số 9. Được chưa nào? Câu số 9. Câu số 9. Thầy có bán HK là gì em? Sao lại 120 độ vậy thầy? 60 độ chứ. 120 chứ sao 60? Nhá, 120 chứ sao lại 60? Tổng nó bằng 180 mà. Được chưa nào? Rồi. Link này thì ở trên page của thầy, các bạn có thể lên để tải nhá. Câu số 9 này. Câu số 9 là câu về một cái dòng điện thẳng dài, đúng không? Đây. À, dòng điện thẳng dài thì chúng ta phải nhớ B tính bằng công thức nào? B tính bằng công thức với dây điện thẳng dài. Ờ, sao lại vuông góc? Bởi vì tính chất của nó là vuông góc em nhá. B lúc nào cũng vuông góc nhá. Ờ, sao lại 120 độ đây? Đây nhìn thấy sao các ông này học toán ghê vậy? Nhá, bạn nào mua sách và khóa học thì inbox cho thầy nhá. Đây vẫn cãi là 60 độ chứ thầy. Cái góc alpha này, đúng không? Alpha này cộng góc này là 90, cộng góc kia là 60, cộng góc này là bao nhiêu? 90. Thì tổng cái góc tròn này bằng bao nhiêu? 360 độ. Thế thì alpha bằng bao nhiêu? Alpha bằng 60 hả? Được chưa? Alpha 60 hay là alpha bằng 120 đây? Được chưa nào? Đúng không? Đấy. Thì thầy viết cái này rồi. Thằng này cộng thằng này phải 180, thằng này cộng thằng này 180 rồi. Được chưa nào? Rồi. Sao hai góc kia vuông? B nó luôn vuông góc em nhá. B nó luôn vuông góc. Được chưa? B luôn vuông góc. Ví dụ đây thầy có một cái y như thế này. Thì cảm ứng từ tại điểm M này thì thầy nối vào đây thì B nó sẽ vuông góc. Được chưa? B lúc nào nó cũng vuông góc. Cảm ứng từ vuông góc với bán kính. Được chưa nào? Cảm ứng từ này thực ra nó chính là vector gì? Vector tiếp tuyến với quỹ đạo. Tiếp tuyến này. Nó là vector tiếp tuyến thế nên nó phải vuông góc nhá. Đấy, đấy là tính chất từ lớp 11 học rồi, mấy thanh niên này quên sạch rồi. Đúng không nào? Quên sạch rồi. Rồi, xong mới quay trở lại với câu số 9 này. Đúng chưa? Quay lại câu 9. Một dây dẫn thẳng dài có vỏ bọc cách điện ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn bán kính đây. Y là bằng 5. Xác định cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn. Đúng không? Làm sao chúng ta xác định được cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn? Đúng chưa? Chúng ta tính bằng thức gì? B thì bằng gì? Với dòng điện tròn là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia cho R. Nhớ công thức rồi. Đúng chưa? Nhớ công thức vậy thay số nha. Là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 này. Nhân Y này bằng mấy? Y bằng nhau Y 5A chia cho R là bao nhiêu? Bán kính. Vậy là 0,2 nhá, nhớ đổi đơn vị. Ok chưa? Lấy máy tính bấm thôi. 2 nhân pi nhân 10 mũ trừ bao nhiêu? Trừ 7 nhân bao nhiêu? 5 chia 0,2. Đúng không? Rồi 1,57 nhân 10 mũ trừ 5. Vậy thì nếu mà mình đổi cái này ra thì nó sẽ là 15,7 nhân 10 mũ trừ mấy? Trừ 6. Đúng không? 15,7 nhân 10 mũ trừ 6. Rất là dễ thôi. Ok chưa? Đấy là với dòng điện tròn. Nào mình làm với một cái câu, một cái ống dây đi. Đúng chưa nào? Để mọi người xem là tính như nào nhá. Đây. Đây, ống dây. Thấu kính 11 có thi nhá. Rồi. Một câu ống dây câu 12. Đúng chưa? Ống dây. Thôi tính câu 11 đi cho nó dễ, mọi người dễ nhìn đi. Đây, câu 11 đây, cho nó dễ mọi người dễ nhìn. Câu 11. Đấy các em thấy là đi thi nếu mà gặp câu như thế này
Thì câu này là loại câu rất là dễ, nói với nhau là dễ. Thế nhưng nó sẽ khó khi nào? Khó khi các em không nhớ được công thức vì lớp 11 mình học từ lâu rồi. Mà những câu này mà bỏ thì rất là tiếc, đúng không? Mắt có thi nhá. Mắt có thi, vậy thì nếu câu này mà gặp mà không làm được thì rất là tiếc, bởi vì là gì? Chỉ cần nhớ công thức thôi làm được. Mà điểm của nó thì bằng một câu khó. Đúng nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tính như thế nào đây? À, tính số vòng dây đúng không? Nhưng đây là gì? Một cái ống dây. Một ống dây thì công thức P được tính công thức gì? 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 này. Nhân gì? Ni chia L. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thay số thôi. B bằng mấy? 35 nhân 10 mũ trừ 5. Đúng không? À, sẽ bằng này. 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 này. Nhân N. N là số vòng đang ngần tính đây. Y bằng mấy? Y bằng 0,15. Và chia cho L. L là chiều dài của ống dây. Ống dây dài 0,5 mét. Đúng không? 0,5 mét. Vậy đây chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm được N bằng bao nhiêu thôi. Đây thầy sẽ bấm thử xem ra bao nhiêu. 35 nhân 10 mũ trừ 5. Đúng không? Nhân bao nhiêu? Nhân 0,5. Và chia 4 nhân pi nhân 10 mũ trừ 7. Và nhân với bao nhiêu? 0,15. Đóng ngoặc lại. Rồi. Đây là 928,4 gì đấy. Đó, đây 928,44 gì đấy. Có nghĩa là 929 vòng. Ok chưa? Đó, đáp án là B, Thanh Hoàng đúng rồi. Đấy, vậy thì là hôm nay thầy sẽ chỉ livestream rất là ngắn để chia sẻ các bạn nội dung đầu tiên. Đúng không? Nội dung đầu tiên mà mọi người cần phải nhớ chỗ này là nội dung về từ trường. Nội dung từ trường rất đơn giản, rất ngắn thôi. Từ trường chúng ta phân ra làm mấy loại nhá. Bảo Ngọc thầy có ôn lại từng chương lớp 12 là có nhá. Hiện tại thì thầy có một cái lớp livestream là lớp tổng ôn các em nhá. Tổng ôn thì là thầy đang ôn lại từng dạng 12. Từng dạng luôn chứ không phải từng chương. Từng dạng lớp 12. Được chưa? Và lớp luyện đề. Luyện đề thì giống như các lớp luyện đề khác thôi nhá. Luyện đề đây. Đó. Thì đây là hai cái lớp livestream của thầy. Thì lớp tổng ôn thì có phí là 500k các em nha, 500k. Lớp luyện đề thì có phí là 700k. Được chưa? Nếu các em đăng ký cả hai khóa này thì chỉ còn 800k thôi. 800k. Và tất nhiên là hôm nào mà thầy like thì tất cả buổi like thì thầy sẽ giảm 200k cho các bạn luôn. Bạn nào mà đăng ký inbox đăng ký luôn. Đúng không? Có thể mai chuyển khoản cũng được, nhưng mà inbox luôn để đăng ký thì chỉ còn giảm 200k, vậy là còn 600k thôi. Với những bạn đăng ký này và được tặng sách. Đúng không? Tặng sách luôn, sách bộ đề lúc nãy ấy. Được chưa nào? Đó, thì bạn nào mà muốn đăng ký với thầy thì đây, con số nó còn rất là ít thôi, 600k và tặng quyển sách rồi. Được chưa nào? Đó, 600k tặng sách thì sách đã 200 mất rồi. Đúng không? Đây sách bộ đề đây. Chắc là sách này mọi người đã biết rồi, đúng không? Rất nhiều bạn đã biết rồi. Đó. Ok. Rồi. Vậy thì bây giờ thầy đang chốt lại là gì? Phần từ trường này chúng ta có những cái gì? Từ trường này chúng ta đầu tiên là vector cảm ứng từ B nó phân ra làm 3 loại. Phân làm 3 loại là dây thẳng. Dây thẳng này. À, dây tròn và loại ống dây. Dây thẳng thì B bằng bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân y chia cho R. Dây tròn thì B là bằng 2 pi, khác mỗi cái pi thôi, nhân 10 mũ trừ 7 và nhân y chia cho R. Được chưa? Và lại cuối cùng là ống dây. Ống dây thì B bằng bao nhiêu? Là 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân NI và chia cho chiêu L. Đó. Vậy là hôm nay chúng ta ôn lại một đơn vị kiến thức nho nhỏ như thế này thôi nhá. Đơn vị kiến thức nho nhỏ như này thôi. Đó. À, thời gian của các lớp livestream thì hiện tại là thứ 3, thứ 4 và chủ nhật. Thứ 3, thứ 4 là tổng ôn. Chủ nhật thì là luyện đề. Được chưa? Sắp tới tổng ôn xong thì thầy sẽ chuyển thành là 10 chuyên đề vận dụng cao nhá. Thì các bạn sẽ được ôn thêm 10 chuyên đề vận dụng cao trong nhóm. Ok chưa? Rồi. Đấy, thế thì hôm nay thầy sẽ chỉ livestream rất là nhanh như vậy thôi để giúp mọi người ôn lại kiến thức nội dung đầu tiên là phần từ trường của lớp 11. Ok chưa? Rồi ok, chào Huyền Trang, bây giờ về là đã xong mất rồi. Thầy nhắc lại lịch livestream một tí cho mọi người nắm được nhá. Đây, thầy tiện đây thầy nhắc đúng rồi, đi thi phần này rất dễ rồi nhưng phải nhớ công thức. Thầy nhắc lại lịch live một tí cho mọi người nắm được, không lại không nắm được cái lịch của thầy nha. Thứ hai thì
thì là thầy live lúc 20:30. Và live cái này là live free. Tất cả buổi free là live trang cá nhân. Được chưa nào? Thứ ba thầy live lúc 21:30 thì cái này là trong lớp VIP, lớp live VIP. Đó, phần tổng ôn. Thứ tư thì thầy cũng live lúc 21:30. Cái này là trong lớp live VIP. Đây là phần tổng ôn. Tổng ôn lại tất cả các dạng từ đầu đến bây giờ. Mất gốc cũng có thể học được nhá. Tiếp theo là thứ tư đặc biệt là gì? Thứ tư ngoài cái lịch này thì thầy có một cái lịch là thứ tư ấy là lúc 20:30 là có thi thử trên trang cá nhân của thầy nhá. Được chưa? Thứ năm thì là thầy sẽ chữa đề thi thử. Thầy sẽ chữa vào lúc là 22:00 nhá. Và cuối cùng là thứ sáu là tối hôm nay đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng ôn lớp 11. Ok chưa? Và chủ nhật thì thầy sẽ luyện đề. Cái này cũng là cho các bạn lớp VIP. Được chưa nào? Đó. Thì đây thầy có 3 buổi là dành cho các bạn lớp livestream và có 3 buổi khác là dành cho các bạn không tham gia với thầy. Lịch thi là tuần nào cũng thi thử nhá. Lịch thi là tuần nào cũng thi thử thôi. Ok chưa? Rồi. Thì hôm nay thầy sẽ chỉ tổng ôn rất là nhanh cho các bạn phần lớp 11. Như vậy, hy vọng thì hôm nay có một số bạn 2K2 đã có thể tham gia vào cái buổi này và ôn lại phần nội dung đầu tiên. Được chưa? Sang tuần sau thì thầy lại tiếp tục với cái nội dung là ôn tập các bài, các phần dành cho 2K2 nhá. Bạn nào cũng có thể tham gia cái kỳ thi này. Ok, rồi xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em vào hẹn gặp lại các bạn lớp livestream vào chủ nhật tuần này. Chúng ta sẽ có buổi luyện đề đầu tiên nhá. Ok, xin chào tất cả các em.